Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Lên. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc hành động nhanh chóng sau vụ vỡ đê ở Hồ Đồng Đình. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang đẩy nhanh tiến độ công việc để gia cố bờ kè tại Hồ Đồng Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam. Theo thông tin của VTV Online, bờ kè này được xem như tuyến phòng thủ thứ hai của khu vực, cách đê bị vỡ khoảng 2 km và có chiều dài lên đến 14,3 km. Ông Chen Wenbin, thanh tra địa phương, nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ đầy thách thức do bờ kè không có tính ổn định như các đê và không được sử dụng để chặn nước từ năm 1996. Các phóng viên của Tân Hoa Xã tại hiện trường đã ghi nhận những nỗ lực của nhân viên cứu hộ trong việc dọn dẹp các chướng ngại vật dưới chân bờ kè và lực lượng chức năng đang hướng dẫn các biện pháp đặt bao cát. Vụ vỡ đê xảy ra vào chiều 5 tháng 7 tại Hồ Đồng Đình. Ban đầu chỉ là vết nứt rộng khoảng 10 mét nhưng đã nhanh chóng lan rộng. Khu vực bị ảnh hưởng gần làng Tuân Bay có diện tích khoảng 50 km vuông là nơi đã từng xảy ra vụ vỡ đê vào năm 1996. Tính đến trưa ngày 6 tháng 7, vết nứt đã khiến nước tràn vào nhiều hơn, đe dọa tính mạng của bờ kè. Các chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo về tầm quan trọng của việc gia cố bờ kè theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến 14 giờ 40 cùng ngày, mực nước bên trong và bên ngoài vết nứt đã dâng cao, trong khi dòng nước chảy chậm lại. Ông Zhang Xuanjiang, kỹ sư của công ty trách nhiệm hữu hạn Cục Kỹ thuật số 1 Tập đoàn Anen Trung Quốc, lưu ý rằng việc gia cố bờ kè dự kiến sẽ kéo dài trong 4 ngày. Tính đến 22 giờ ngày 5 tháng 7, đã có khoảng 5.000 cư dân ở khu vực bị ảnh hưởng được sơ tán an toàn. Hiện chưa có báo cáo chính thức về số người mắc kẹt hay thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sau sự cố vỡ đê này. Theo Tân Hoa Xã, dù Chủ tịch Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài, ông vẫn đã chỉ đạo huy động toàn lực cứu hộ để ứng phó với tình hình khẩn cấp tại Hồ Đồng Đình. Thủ tướng Lý Cường cũng đã ra chỉ thị nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng khẩn cấp, kiểm soát tình hình và bố trí chỗ ở phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng. Các cơ quan chức năng liên quan đã cử nhóm công tác đến hiện trường để đảm bảo ứng phó khẩn cấp. Tổng cục Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước, Bộ Tài nguyên nước và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến hiện trường để hỗ trợ công việc cứu hộ. Các quan chức chính quyền tỉnh Hồ Nam và thành phố Nhạc Dương cũng đã có mặt để hướng dẫn và điều hành các hoạt động khẩn cấp. Thêm vào đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng yêu cầu Tổng cục Phòng chống lũ lụt Trung Quốc điều hành một nhóm cán bộ tới xã Tuấn Châu nhằm tăng cường chỉ đạo công tác cứu hộ và vá đê. Ông đã cấp thêm 540 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ công tác cứu trợ ở Hồ Nam và các vùng lân cận. Các biện pháp trên được triển khai ngay từ khi Hồ Nam chứng kiến lượng mưa lớn nhất trong năm từ ngày 16 tháng 6, phá vỡ kỷ lục lịch sử tại một số khu vực. Vỡ đê ở hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, 5.000 người sơ tán. Theo thông tin từ báo Lao động, Hồ Đồng Đình, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã vỡ rộng hơn so với ngày trước đó. Tốc độ vỡ đê Trung Quốc nhanh hơn dự báo rất nhiều. Sơ tán dân cho trường hợp vỡ đê xảy ra đã được tiến hành. 5.000 cư dân thuộc phạm vi ảnh hưởng đã được di chuyển đến nơi an toàn, thông tin do Tân Hoa Xã cho hay. Chính quyền trấn Tuần Châu, huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam cho hay, một lượng lớn nước Hồ Đồng Đình từ điểm vỡ đê đã tràn ra với tốc độ dòng chảy rất nhanh, vết nứt rất khó khắc phục. Vì vậy, chúng tôi tư vấn xây dựng rào chắn thứ hai cách vết nứt 2 km để ngăn nước. Chuyên gia chống lũ lụt Chen Wenping cho biết, nếu đê vỡ, nước sẽ nhấn chìm làng mạc, lúc đó 5.000 dân cùng chạy lụt sẽ gây ra cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Tàu chở cát đã được điều động tới hiện trường để tham gia cứu đê, xe tải cũng được triển khai để phá đê vỡ. Đồng Đình là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Khu vực vỡ đê gần làng Toan Bay có diện tích khoảng 50 km vuông. Khu vực này từng xảy ra vụ vỡ đê năm 1996. Kể từ ngày 16 tháng 6, Hồ Nam hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong năm nay, phá kỷ lục lịch sử địa phương ở một số vùng. Việc dân Trung Quốc tức tốc chạy lụt khi đê vỡ, khi nước nhấn chìm làng mạc là điều hiển nhiên bởi thực tế Trung Quốc đang bị lũ lụt nhiều nơi, thảm họa thiên nhiên hiện hữu.
Trong dự báo bão mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết hai cơn bão có khả năng đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong tháng 7. Dự báo đợt nắng nóng kéo dài ở các khu vực miền Đông, miền Trung và miền Nam Trung Quốc trong tháng 7 có thể ảnh hưởng đến sản xuất gạo và bông, Reuters đưa tin. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA dự báo nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trên khắp Trung Quốc sẽ tương đối cao trong vài tháng tới, báo hiệu mùa hè nắng nóng cực độ lần thứ hai liên tiếp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định nhiệt độ mùa hè ở các khu vực bao gồm Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Cam Túc và Ninh Hạ dự kiến cao hơn bình thường từ 1 đến 2 độ C. Trong bản tin dự báo thời tiết mới nhất, cơ quan này cũng lưu ý Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng kéo dài và nóng hơn, cũng như mưa lớn thường xuyên, khó lường hơn do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ kỷ lục trong 6 tháng đã tàn phá các tỉnh sản xuất ngũ cốc trọng điểm ở phía Tây Bắc và phía Đông Trung Quốc, buộc nông dân trồng ngô phải hoãn thời điểm trồng ngô, trong khi mưa xối xả ở các khu vực khác làm ngập lụt những cánh đồng lúa và đầu tương. Thời tiết khắc nghiệt đang gây tổn hại cho việc phát triển cây trồng trên toàn cầu khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Những vùng đất nông nghiệp ở Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Mỹ đều trải qua thời tiết cực kỳ nóng với lượng mưa dưới mức bình thường. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung của thế giới và đẩy giá cả lên cao hơn. Trong sách xanh về khí hậu hàng năm, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ tối đa trên khắp Trung Quốc có thể tăng từ 1,7 đến 2,8 độ C trong vòng 30 năm. Với miền Đông Trung Quốc và khu vực Tây Bắc Tân Cương sẽ trải qua các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Trong dự báo bão mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết hai cơn bão có khả năng đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong tháng 7. Theo các nhà dự báo bão, hai cơn bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Bắc. Trung Quốc đang trong đợt mưa lũ lớn. Theo số liệu thống kê của chính quyền tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, tính tới tối mùng 4 tháng 7, lũ lụt và thảm họa địa chất do mưa lớn gần đây đã ảnh hưởng đến hơn 1,56 triệu người, Tân Hoa Xã thông tin. Do mưa lũ, nhà ở của 43 hộ gia đình bị sập và khoảng 160.667 ha đất nông nghiệp bị ngập lụt. Hiện tại kinh tế trực tiếp ước tính là 1,86 tỷ nhân dân tệ, khoảng 260,9 triệu USD. Giới chức Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 với lũ lụt ở Giang Tây. Do lượng mưa lớn kéo dài, dự báo mực nước ở Trung và Hạ Lưu, con sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc có đập Tam Hiệp ở Thượng Nguồn, Hồ Bà Dương và Hồ Đồng Đền sẽ tiếp tục dâng cao. Mực nước tại Hồ Thái Hồ vẫn ở trên mức cảnh báo. Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông tin, ngày 4 tháng 7, các trạm thủy văn lớn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như trạm thủy văn tại đoạn nối sông Dương Tử với Hồ Bà Dương, ghi nhận đỉnh lũ từ tối mùng 4 tháng 7 đến tối mùng 5 tháng 7. Thank you.